Dạ, yeah, hello em xin kính chào cô chú anh chị hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em sẽ tiếp tục làm một cái video này chia sẻ cho cô chú anh chị mình một vài cái mặt hoa các là da nha. À, em cô chú anh chị mình cùng xem và cùng siêu tầm nha. <laughs> cô chú anh chị nào mà à, mình yêu thích mặt hoa nào á thì có lẽ là liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357. à, đầu tiên trong cái video hôm nay á em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái chậu các các đài à, nhưng mà cái loại này cả nhà thì cái mặt hoa nó là dạng hoa trung thôi. Hoa nó khoảng độ là à, từ khoảng độ là 8 tới 10 cm. Từ khoảng độ là 8 tới 10 cm cả nhà. Đó. À, <laughs> à, cái dạng này á thì nó là một cái dạng hoa cánh sáp, cái hoa nó rất là dày và nó cực kỳ thơm những cái dòng cánh sáp á, thì em thấy á, cái bông nó rất là thơm và cánh sáp á, cả nhà thì mình chơi bông sẽ được khá là lâu khá là lâu dòng cánh sáp á, thì nó rất là lâu tàn à, nói chung á, là tất cả các cây mà cây nào á, mà cánh cái 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 cái, cái bông á, cái cánh bài đồ này kia nó 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 dài nó nó dài thì nó sẽ <laughs> chơi bông nó sẽ được lâu hơn đó à. <laughs> thì cái chậu à, à, hôm nay em chia sẻ là một cái chậu lục đại thượng lục đại thượng cây này là một cái lục đại thượng đó nó là một cái dòng tem đài dòng tem đài đó cây này á thì à, cả nhà mình trồng á, những cái chậu mà tác phẩm như này nè nó lên được nhiều hướng nhiều thân tơ cả nhà thì sau này cô chú anh chị mình chơi bông sẽ rất là đã nha đó à, nó có thể là ra bông chùm và cái chùm bông của nó là được À, có thể là à, tối đa là khoảng 5 tới 7 bông trên một cái cần bông đó và dạng bông dạng bông hoa trung như vậy á, bông nó tầm 8 tới 10 cm nhưng mà trên một cần bông á, nó có tới 5 7 bông lần á thì cái cái độ bông của nó cả nhà nhìn cũng rất là phê và rất là đẹp nha đó à, chậu hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình là chậu như thế này đó cây hiện tại là thuần chậu khá là đẹp luôn À, chậu này là chậu phi 21 nha cả nhà phi 21 em chia sẻ cái chậu này với giá là 350 ngàn 350 ngàn cô chú anh chị nào mà mình à, mình yêu thích cái mặt hoa này á mình chưa có giống loại này á, thì nhanh tay liên hệ với em để sở hữu về chơi nha cả nhà đó rất là đẹp luôn à, loại này thì hiện tại em còn vài chậu thôi đó cô chú anh chị nào mà muốn sưu tập thì mình cứ liên hệ theo với với em theo số điện thoại là 0386 bảy nha cả nhà đây Cây chậu khá là đẹp luôn rồi à, <laughs> tiếp theo á em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái chậu cha quy quanh xuân đây cha quy quanh xuân em lục trong vườn còn được một chậu phi 21 chậu này khá là đẹp luôn đó cây to và khỏe cái dòng này cả nhà thân lá nó rất là khỏe nha này nó cao hơn hai găng tay luôn á nè nó cao hơn hai găng tay luôn và cái thân của nó thân của nó rất là to cái bẻ lá cũng vậy rất là to và rất là đẹp khuôn bông mặt bông là dạng là hoa màu đỏ hoa màu đỏ à, đỏ vàng đó cây <laughs> okay, thì hiện tại cũng thần chậu phi 21 thần khá là lâu rồi cả nhà cái những cái 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 chậu tác phẩm này đó, thì em trồng khá là lâu rồi đó thì còn sót lại một chậu này đó, em chia sẻ luôn với cô chú anh chị với giá là à, 300k 300k cho cái chậu này em bao ship luôn ha 300k cho cái chậu uh, cha quy van sunset no hai chậu như thế này em bao ship luôn cây rất là khỏe và chậu khá là to luôn đang rất là nhiều thân đây cái chậu của nó là cả nhà sắp một cái chậu như thế này thì cả nhà mình biết rồi cây đang rất là khỏe và rất là đẹp nha em chia sẻ với giá là 300 k thôi còn một chậu em chia sẻ nốt luôn ha 300 k em bao ship đó cha quy van sunset nó là một trong những cái mặt bông đó. cũng cũng khá là đẹp cả nhà Chào Quy quan xuân xét là một trong những cái 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 uh, mặt bông khá là đẹp, hoa to và khuôn hoa cũng rất là đẹp đó. Uh, <laughs> rồi và hôm trước á, hôm trước em có chia sẻ hát tùng đỏ thì cũng có mấy cô chú gọi là hỏi cái chậu mà em chia sẻ trên kênh á, thì uh, hôm trước có một chậu đó thôi nhỏ nhỏ thì em chia sẻ rồi và hôm nay em chia sẻ thêm cho cô chú anh chị mình nữa nè, à, chậu này uh, là <laughs> hiện tại á, em chia sẻ cái chậu này cả nhà thì nó đang là một hai ba đang đi ba hướng luôn đang đi ba hướng thân tơ cho cả nhà mình sưu tầm luôn ha hiện tại nó đang đi ba hướng thân tơ và cũng rất là nhiều thân luôn nè cả nhà cái này là cây hát tùng đỏ hát tùng đỏ thì em chia sẻ khá là nhiều rồi và hát tùng đỏ là à, cái 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 cái, cái, cái hát tùng đỏ này này cả nhà thì em chỉ có một sai chậu duy nhất này thôi là em trồng tất cả là đều cái loại chậu to chậu tác phẩm như thế này chậu phi 21 chậu to rất là nhiều thân luôn thích hợp cho cô chú anh chị mình mình à, à, chơi chậu tác phẩm nha đó chậu to đẹp chậu to đẹp em chia sẻ với giá là 350k 350.000 em bao ship cho cái chậu à, à, hát tùng đỏ như thế này cô chú anh chị nào mà yêu thích cái mặt bông nẻ thì mình cứ liên hệ với em nha hát tùng đỏ là một cái bông rất là đáng chơi cái cái cánh hoa nó khá là dày và nó rất là thơm cái dòng hát tùng á, thì nó cực kỳ thơm luôn nha à, kể cả là cây hát tùng đỏ hoặc là cây hát tùng cam hát tùng chớp cũng vậy nói chung là cái nguyên cả cái dòng hát tùng luôn là cái bông nó cực kỳ thơm cả nhà bông rất là thơm bông rất là thơm và cái màu đỏ của nó thì tuyệt vời luôn cả nhà đó khuôn hoa to và rất là đẹp luôn 350 ngàn cho cái chậu đó. Rồi, và ở đây em có một vài chậu thông su à, số 5, thông su no 5. Cây này gọi là cái thông su no 5, thông su no 5, một cái cây hoa màu vàng đỏ, một cái cây hoa màu vàng đỏ nha cả nhà. Hiện tại á, chậu em chia sẻ cho cả nhà mình là chậu như thế này, đang khá là nhiều thân luôn. Đây, đang khá là nhiều thân luôn nha cả nhà. Chậu này á thì hiện tại nó đang đi hai hướng hướng bên này thì nó 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 tàn bông rồi nè còn hướng bên này thì nó mới lên mới lên à, mới lên đang mở lá đó cái chậu này á cây này cũng thuần chậu phi 21 luôn thuần chậu phi 21 luôn nha cả nhà à, chậu này thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình với giá là 350 ngàn em bao ship luôn đó 350 ngàn cho cái chậu thông su ban số 5 thông su ban số 5 chậu to và đang rất là nhiều thân luôn rất là nhiều thân đó cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình cứ liên hệ với em nha đó những cái chậu à, hôm nay em chia sẻ những cái chậu này đều là những chậu tác phẩm đó trồng rễ đồ phát triển rất là khỏe luôn rễ đang bò khắp nơi luôn cả nhà đó rất là khỏe nha cô chú anh chị mình mà sưu tầm những cái chậu này về thì cứ yên tâm mà chăm sóc thôi cả nhà <laughs> rồi à, tiếp tục trong cái video hôm nay á thì em có một vài một vài cái hướng cát sưu tầm chia sẻ tới cô chú anh chị mình ha để cho cô chú anh chị nào mà mình muốn chơi cây sưu tầm á mình có thể là à, liên hệ với em để cùng sưu tầm nha thì trong cái video hôm nay á đầu à, à, trước tiên em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái hướng hai lá giữa cây này là hướng hai lá giữa nha cả nhà hướng hai lá giữa hai lá giữa vì là hướng giữa vì là hướng giữa cho nên sẽ có một nhát cắt như thế này sẽ có một nhát cắt như thế này hướng này là hướng em mới vừa tách ra để chia sẻ cho cô chú anh chị mình luôn hai thân hai thân giữa thì á, thân cuối này mắt ngủ nó vẫn đang còn luôn này cả nhà đây cái mắt ngủ nó ở đây đó mắt ngủ nó ở đây và ở đây có một cái mắt ngủ bên này cũng vậy bên này cũng đang còn một cái mắt ngủ ở đây đó bên này cũng đang còn một cái mắt ngủ ở đây đó thì à, à, hướng hai thân giữa cái 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 à em giới thiệu luôn là cái dòng nẻ nó là cây 351 lộn xộn đó <laughs> 351 lộn xộn 351 lộn xộn á thì nó là một cái cây cực phì, kỳ phít rồi cả nhà bông nó rất là to bông cái dòng 351 cũng vậy. nó rất là to và đặc biệt cái cây 351 lộn xộn nè thì cái màu của nó cả nhà mình không có thể nào mà gọi là là là, là chê được cái cái cây nẻ cả nhà nè, cô chú anh chị nào mà đã trồng cái cây 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 ba năm một lộn xộn này rồi á và đã nở bông rồi á thì cả nhà mình cứ cứ xem và cảm nhận không thể nào mà chê cái cây này ở bất cứ một cái 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 vấn đề nào hết từ thân lá thân lá cho tới mặt bông nó rất là đẹp cả nhà đó thì hôm nay á à, hôm trước á, em có chia sẻ cho cô chú anh chị mình rồi đó chia sẻ được một vài hướng rồi hướng nếu mà hai thân lá là, là hai thân hai thân đầu nguyên dinh hai thân đầu nguyên dinh mắt ngủ đầy đủ thì em chia sẻ với giá là một hai k cho cái hướng hai thân đầu nguyên dinh đó còn hôm nay em chia sẻ được một cái hướng giữa hướng hai thân giữa như thế này đó chỉ có một nhát cắt duy nhất ở đây thôi nha vì là thân giữa nên luôn luôn sẽ có một nhát cắt đó thì trong cái video hôm nay ấy, em chia sẻ cho cả nhà mình ấy, cái hướng hai thân giữa cây ba năm một lộn xộn này ấy hai thân giữa nha cả nhà, thì cái hướng này em sẽ chia sẻ với giá là 850 trăm năm ngàn bao ship cho cô chú anh chị mình luôn, 850 trăm năm ngàn cho cái hướng ba năm một lộn sột bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi và ở đây à, hôm trước á cả nhà, hôm trước thì em có tách à, à, một cái, cái 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 hướng hướng một thân một thân đầu dinh cái cây à, cái cái cây bốn mươi lê thì riêng á thì có rất là nhiều cô chú anh chị mình hỏi chia sẻ nhưng mà có được tách uh, được một hướng đó thì uh, cũng chia sẻ rồi đó thì hôm nay có cái hướng hướng này là hướng bên nó là một hướng b hướng phía phía bên kia đó vì em trồng những cái chậu to thì nó sẽ uh, đi được nhiều hướng đó thì cái hướng này hôm nay nó đã đứng thân rồi đó à, hướng bên và nó đã đứng thân rồi đó, nó cũng là một hướng đầu luôn hướng một thân đầu nha đây em chỉ cho cả nhà mình là một cái mắt ngủ này đó, ở đây một cái mắt ngủ nữa hai mắt ngủ nữa. bên này có một cái mắt ngủ nữa nè cả nhà đó nó có ba mắt ngủ có tới ba mắt ngủ luôn đó và cái hướng này em chia sẻ cũng là hướng một thân luôn hướng một thân lớn luôn nha cả nhà đây một găng tay nè cả nhà mình nhìn này. một găng tay nè hai găng tay này. đó dựng thẳng cái lá này lên cả nhà đó là hai găng tay ha là cả nhà mình biết cái khoảng cách nào mình cả nhà mình cứ thử ướm cái gan tay mình đi đó à, Gan gang tay á nếu mà một cỡ một người trung, trung trung niên như em á đó thì một găng tay như thế này nó rơi vào khoảng độ là là 20 21 cm hoặc là 19 cm đó khoảng, tùy vào 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 à, cái cái bàn cái tay đó. có người nó hơi to một tí có người hơi nhỏ một tí thì nó nằm vào khoảng độ là 19 cho tới 21 cm thì cả nhà mình cứ ướm ướm thẳng đó hai gan như thế này thì ít nhất nó cũng phải ba mươi mấy cho tới 40 cm đó thì cái khoảng độ nó như vậy nó là một thân lớn một thân trưởng thành và một thân đầu nguyên zin nó là một thân đầu nguyên zin đó thì cái giá hôm trước em chia sẻ là à, 600k em bao ship cho một cái hướng một thân đầu này đó thì hôm nay thân này em cũng chia sẻ như vậy luôn 600k 600k cho cái hướng 40 lê thị riêng một thân như thế này em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn 40 lê thị riêng nha cả nhà 40 Lê Thị Riêng Đó, tách thêm được một hướng một thân như thế này Cô chú anh chị nào sưu tập thì mình liên hệ với em Đó Rồi, à, tiếp theo trong cái video hôm nay á Thì cái này em, em chia sẻ thêm cho cả nhà mình Một cái hướng, hướng một thân Hướng một thân Cây này là cây 389, mã 389 Đó, hướng này á, cả nhà em chia sẻ với giá là à, 300k 300k em bao ship cho cô chú anh chị mình ha 300k em bao ship cho cô chú anh chị mình cái hướng này là hướng một thân nguyên viên đó cả nhà mình xem cái bộ rễ nó đang xuống rất là nhiều rồi nè đó cả nhà cả nhà thấy không đây rễ thân tơ nè cả nhà đó, rễ thân tơ nè ra rất là nhiều luôn à, hướng này là hướng nguyên viên mắt ngủ đầy đủ thì em chia sẻ với giá đó là, là à, 300k 300k cho cái hướng đó em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha rồi và à, ừm. Hôm trước á, em có chia sẻ một cái hướng bên cây 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 OK2, cái cây 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 561 cái này nhà, 561 OK2 okay đó. Thì em có chia sẻ một cái cái hướng cây này rồi, hướng cây này rồi ha. À, có chia sẻ một hướng. Cây này á em tách được hai hướng hai bên thì em có chia sẻ một hướng rồi. Và ở đây á em còn một cái hướng này nữa nó cũng là hướng đầu nguyên zin luôn nha cũng là hướng đầu nguyên zin luôn nha cả nhà đó mất ngủ cả nhà đầy đủ hết luôn hướng đầu nguyên zin thì cái hướng này em chia sẻ với giá là 1.500k em bao ship cho cái hướng hai thân nguyên zin như thế này nha cô chú anh chị nào mà à, mình muốn sưu tầm thì liên hệ với em 1.500k cho cái hướng 561 hay còn có thể gọi là mã ok 2 tại vì hai cái mã đó thì cái nó là được hai, 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 hai cái mã ok á là của cái vườn uh, chú nhân trí ở dưới sài gòn á chú nhập về chú đánh mã là ok đó nhưng mà những cái cây anh em nhập trực tiếp từ cái vườn 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 sổ bên thái lan á thì cái mã của nó đánh là mã năm số một và cái tên dòng lai này thì nó khá là dài khá là dài nha đó cho nên em nói ngắn gọn cái mã nó thôi đó mã năm sáu một hay có thể gọi là mã ok hai cũng được đó <laughs> 561 thì cái hướng này á hướng hai thân nguyên dinh mắt ngủ đầy đủ hết luôn đó mắt ngủ đầy đủ 1.500k cho cái hướng này cô chú anh chị nào mà mình thấy yêu thích cái mặt bông này á, mình thấy yêu thích cái mặt bông này á, thì mình uh, liên hệ với theo số điện thoại hoặc có thể là uh, mình liên hệ trực tiếp qua zalo giúp em nha rồi uh, em xin chào cô chú anh chị mình nha À, hẹn cô chú anh chị mình vào những cái video khác em sẽ chia sẻ thêm cho cô chú anh chị mình một vài cái mặt hoa nữa để cô chú anh chị mình cùng xem và cùng siêu tầm em xin chào cả nhà